Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ bưng cây dừa này, mình sẽ đỡ chơi Tết nha các bạn. Đưa qua chậu. Các bạn ơi. Đây. Đấy. Được đó. Lọc vỏ các bạn ơi. Mình vệ sinh cho sạch nha các bạn, vệ sinh cho nó sạch. Ở sau khi hết rồi mình sẽ đưa vào chậu đỡ Tết này mình chơi. Cái đây mình vô chậu, cái đây là mấy cái phân cái sợi dừa nha các bạn. Cái sợi dừa đây mình mới hút ở cái gốc dừa phía đằng bên nhà ông Dượng. Nhà ông Dượng nó có cái dừa nó mục lâu rồi, thành phân quá trời tốt luôn. Trồng quá trời im luôn. Đây nè. Đó. Đó cái dừa mình vô đã hoàn thiện nha các bạn ơi. Đó, quá đẹp luôn. Rồi. Rồi, nhận cho nó cứng cho nó chặt để mình tưới nước cho nó. Ok. Đó. Chơi luôn các bạn. Quá đẹp. À. Rồi. Đã hoàn thành nha các bạn. Chị đi mà.
Đây. Đây. Rồi, đã hoàn thành. Hả? Vậy cho nó nhỏ lại nha. Đây. Rồi được rồi. Đây đây. Rồi.